kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bước ngoặt chính trị Việt Nam, hố sâu tồn vong không lối thoát. Bài viết của tác giả Thiên Điểu được đăng trên trang Kali Today. Quyết định cho phép thanh toán đồng nhân dân tệ của Trung Quốc về thực chất sẽ đưa đến kết quả đồng nhân dân tệ trở thành công cụ tài chính chính thức thay thế đồng tiền Việt Nam hiện nay. Điều này không có gì là quá khó hiểu và sẽ xảy ra sớm hơn rất nhiều dự đoán của bất cứ chuyên gia về tài chính nào khi mà việt nam đang trong tình thế áp lực trả nợ quốc tế trong các khoản nợ đó thì trung quốc lại là quốc gia chiếm tỷ lệ rất lớn sau sự kiện trần đại quang qua đời động thái nhất thể hóa ở thượng tầng cụ thể là việc tổng bí thư được đề cử kiêm chủ tịch nước đã chỉ ra xu thế giành lại vị trí quyền lực tối cao vào tay phe đảng đã hoàn tất sẽ không có gì để bàn cãi nếu xét vấn đề thuần túy trên khía cạnh ổn định bộ máy chính trị của chế độ trong bối cảnh hiện nay Tuy nhiên ngay sau đó là một chuỗi các sự kiện mang tính thông điệp liên tiếp xuất hiện. Trong đó hai sự kiện đang làm nóng dư luận mà rõ ràng bộ máy chính quyền đã âm thầm chuẩn bị từ trước, bất ngờ được bạch hóa là nghị định thi hành luật an ninh mạng và chính thức cho phép thanh toán đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại bảy tỉnh phía Bắc. Có lẽ không cần bàn sâu về tính pháp lý của các chính sách này vì nó cũng như bao nhiêu các quyết sách khác của chế độ Việt Nam hiện nay vốn luôn không tuân thủ các nguyên tắc luật pháp mà chính chế độ đề ra, nói ngắn gọn và dễ hiểu nhất là cả ba sự kiện đình đám trên thực tế đều vi hiến. Trong việc tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, tuy nó là xu thế tất yếu đối với cục diện chính trị, nhưng rõ ràng bộc lộ ý đồ thống lĩnh quyền lực một cách hết sức nóng vội. Theo hiến pháp hiện hành, thì tổng bí thư không thể kiêm chủ tịch nước và vị trí chủ tịch nước phải thông qua một quá trình bầu bán rộng rãi hơn, rõ ràng hơn. Nghĩa là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn như vậy thì phải sửa hiến pháp trước khi thực hiện. Tương tự như Tập Cận Bình ở Trung Quốc hay là Putin ở Nga đều phải đi qua một bước là sửa đổi hiến pháp trước khi thâu tóm quyền lực. Tại sao ở Việt Nam lại không cấn? Câu trả lời hợp lý duy nhất là phe đảng đã có một niềm tin về một thứ quyền lực chống lưng đủ mạnh để bất chấp hướng bất ổn có thể xảy ra trong nội bộ đất nước, kể cả là khả năng vấp phải sự phản đối ở trong và ngoài bộ máy nhà nước. Mặt khác, Phía sau hẳn có những yếu tố bắt buộc nào đó khiến cho Trung ương Đảng Cộng sản không thể dành thời gian cho giai đoạn chuyển tiếp, dù rất ngắn, để thực hiện công việc chiếu lệ là sửa đổi hiến pháp. Điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn có thể làm dễ dàng chỉ trong vài ba tháng. Về nghị định thi hành luật an ninh mạng, một văn bản dưới luật lẽ ra là phải hướng dẫn thi hành ngay khi nó được công bố, thì cư dân mạng đã chỉ ra điểm bất thường. Nghị định được soạn thảo và công bố thời gian biểu quyết tại Quốc hội trước khi thông qua luật an ninh mạng chưa thể xác định quy trình biểu quyết lấy ý kiến nghị định trước luật là đúng hay sai nhưng điều đáng nói là ở chỗ bản thân luật an ninh mạng vốn đã bộc lộ tham vọng kiềm chế xã hội xâm phạm nhiều quyền của công dân trong hiến pháp nhưng nghị định lại còn mở rộng hơn sử dụng nhiều chi tiết theo hướng gia tăng quyền lực hành pháp cho ngành công an bao trùm lên mọi lĩnh vực tầng lớp và mọi ngõ ngách của xã hội theo nhiều ý kiến trên mạng thì nghị định này cho phép Bộ Công an nắm đầu bất cứ ai, kể cả là quan chức, và phớt lờ vai trò của các bộ khác trong các vấn đề liên quan đã được luật hóa. Nó không chỉ chứng minh chủ ý tập trung quyền lực vào tay Bộ Công an, mà còn chỉ ra ý đồ tổ chức Bộ Công an thành công cụ siêu quyền lực để cai trị toàn xã hội. Thông tin ngày 12 tháng 10 năm 2018, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được phép lưu hành thanh toán ở 7 tỉnh phía Bắc đã lý giải khá nhiều nghi vấn cũng không cần đi sâu về việc tại sao một quyết định như vậy lại im ắng trên truyền thông cho đến tận ngày có hiệu lực thực hiện. Điểm then chốt của nó là đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền lưu hành chính thức trên thị trường Việt Nam. Con số 7 tỉnh nghe qua thì người ta dễ ngộ nhận khi nghĩ đó chỉ là một khu vực, một phần của lãnh thổ. Nhưng đồng tiền cũng như dòng máu, dòng nước, khi ở trong cơ thể nó sẽ chảy đến từng tế bào cần nó để sống. Thanh toán ở 7 tỉnh, vì vậy thực chất chỉ là cái bình phong đánh lừa người dân che đi sự vi hiến của quyết định này. Theo Hiến pháp, thì tiền đồng Việt Nam là loại tiền tệ duy nhất được phép lưu hành. Trong quyết định này, việc không sửa Hiến pháp thực chất là một chiêu trò cố ý để lấp liếm bằng lý luận kiểu ngộ nhận hạn chế từ con số 7 tỉnh thành nói trên. Thực ra, việc sử dụng đồng nhân dân tệ ở các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc đã có từ lâu, nhưng chỉ giới hạn ở hoạt động biên mậu với Trung Quốc và mức độ ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ lên tiền đồng Việt Nam bị hạn chế khá nhiều với văn bản cho phép thanh toán đồng nhân dân tệ tại 7 tỉnh thành. Thực tế ở bất cứ đâu cũng có thể lưu giữ đồng tiền nhân dân tệ. Thực hiện các giao dịch cho bất cứ lĩnh vực nào, chỉ cần một điều kiện duy nhất là thực hiện thanh toán tại 7 tỉnh thành kia là được. Nói cách khác, thực chất quyết định cho phép thanh toán đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thực chất sẽ đưa đến kết quả đồng nhân dân tệ trở thành công cụ tài chính chính thức thay thế cho đồng tiền Việt Nam hiện nay. Điều này không có gì là khó hiểu và sẽ xảy ra sớm hơn rất nhiều dự đoán của bất cứ chuyên gia về tài chính nào khi mà việt nam đang trong tình thế áp lực trả nợ quốc tế trong các khoản nợ đó thì trung quốc lại là quốc gia chiếm tỷ lệ rất lớn và tỷ trọng thương mại qua xuất nhập khẩu với trung quốc luôn áp đảo và ngày càng gia tăng khoảng cách thì đồng nhân dân tệ bóp chết tiền đồng việt nam hết sức dễ dàng chính trị việt nam phía sau sự thật đó là gì chắc không cần phải lý giải thêm những ngờ vực về hiệp ước thành đô sau việc công nhận đồng nhân dân tệ và các đặc khu dù chưa được luật hóa nhưng vẫn đang tiến hành đầu tư mạnh mẽ đến bất thường đã khiến cho các nghi ngờ không còn là ẩn số. Chắc chắn, ngay đầu năm 2019 sắp tới, dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, cụ thể là từ Trung Quốc vào Việt Nam, sẽ nhanh chóng giảm dần và kết thúc. Làn sóng thoái vốn của các nhà đầu tư ở quốc gia sử dụng đồng đô la hay là ngoại tệ khác sẽ tăng mạnh. Các nhà đầu tư chứng khoán đã thoái vốn qua đợt khủng hoảng vừa qua sẽ không dại dột đưa vốn trở lại chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng gay gắt hơn bởi rủi ro từ đồng nhân dân tệ. Một viễn cảnh xáo trộn và hố sâu chôn vùi sự tồn vong của Việt Nam hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Thưa quý thính giả, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm được quyền lực chính trị tuyệt đối tại Việt Nam vì chấp nhận làm tay sai tuyệt đối cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Vũ Đông Hà với tựa đề Bị Donald Trump tấn công, Bắc Kinh phải nắm đầu phú trọng và khống chế Ba Đình sẽ được song thập trình bày. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Tàu là thử thách và cũng là nguy cơ lớn nhất mà Bắc Kinh đối diện kể từ khi Đặng Tiểu Bình giật nước Tàu từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu thành siêu cường thứ hai thế giới. Trong cuộc chiến này, Bắc Kinh cần phải có đồng minh, và chư hầu quan trọng nhất của Bắc Kinh tại châu Á là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một quốc gia có hơn 90 triệu người, có cái núi liền núi, cái sông liền sông, có cái liên hệ răng hở môi lạnh với đảng chư hầu Cộng sản Việt Nam đang độc quyền cai trị. Trong thành phần chớp bu cai trị của quốc gia chư hầu này Bắc Kinh đã gây dựng được một ông vua uy quyền tại chỗ, nhưng là bù nhìn ngoan ngoãn của thiên triều phương Bắc, sẵn sàng và hết lòng thi hành nhiệm vụ của một thái thú người bản xứ. Đó là Nguyễn Phú Trọng. Cùng lúc khi Hoa Kỳ áp đặt thuế cao lên các sản phẩm của tàu, thì Bắc Kinh buộc phải xả hàng sang các nước khác, đồng thời tìm mọi cách để thay thế nhiều hàng hóa với nhãn hiệu Made in China bằng nhãn hiệu Made in Chư Hầu, là một quốc gia đông dân, có cùng biên giới, cửa biên giới mở rộng, máu Tệ đã chính thức chạy đầy đường một cách hợp pháp tại bảy tỉnh biên giới, và Việt Nam trở thành kẻ tiếp máu quan trọng cho mẫu quốc đang bị xuất huyết bởi Tổng thống Donald Trump. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu số muộn gì rồi cũng phải kết thúc kết quả chính xác như thế nào khó mà lường trước, nhưng chắc chắn một điều là thời kỳ vàng son làm mưa làm gió với cán cân thương mại bất cân đối của Bắc Kinh sẽ trở thành quá khứ, và nền kinh tế tàu cộng sẽ bị sức mẻ lớn. Bên cạnh những chính sách vực dậy nền kinh tế nội địa, Bắc Kinh buộc phải có kế hoạch khai thác dài hạn các thuộc địa chư hầu để có thể làm hài lòng 1.4 tỷ bao tử dân tàu do đó tại việt nam sau khi được thiên triều hỗ trợ tối đa để nắm được vị trí quyền lực số một của đảng và của nước nguyễn phú trọng sẽ cùng với tập cận bình ký kết nhiều văn kiện gọi là hợp tác giữa hai quốc gia và bằng mọi cách bán cho được hình ảnh liên hệ ngoại giao việt trung đẹp nhất trong lịch sử Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ thị cho Quốc hội Bù nhìn nhanh chóng thông qua luật đặc khu để chính thức đi vào giai đoạn khai thác ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Viên Phong, Phú Quốc ở quy mô lớn. Khi đã thành luật, thì Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ nhắm mắt cúi đầu ký nhiều hiệp ước đã được soạn sẵn bởi Bắc Kinh. Bên cạnh đó là cái đặc khu Biển Đông được che đậy dưới tên gọi chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đó là tầm nhìn việc tàu cùng khai thác biển của Việt mà Viên Nghị đã thay vua tập ra chiếu chỉ. Tất cả đều nằm trong sách lược ngắn hạn và dài hạn của Bắc Kinh. Ngắn hạn là để cứu vãn nền kinh tế bị suy sụp. Dài hạn là hoàn tất quy trình hàng hóa Việt Nam được ký kết vào năm 1990 tại Thành Đô. Trong quy trình hán hóa đó, bảy tỉnh biên giới, các đặc khu, viên đồn, bắc viên phòng, phú quốc sẽ mở rộng ra cả nước, và Việt Nam sẽ biến thành một đại đặc khu kinh tế của tàu, với tiền tàu luân lưu, với các cơ sở sản xuất đứng tên Việt Nam nhưng vốn lẫn chủ đằng sau la tàu. Với những sản phẩm được xuất cản ra thế giới mang nhãn hiệu made in Vietnam và với những lợi nhuận sẽ chảy hết vào Bank of China. Tất cả những nhu cầu tiếp máu của Bắc Kinh sẽ được Nguyễn Phú Trọng hết lòng lấy máu của chục triệu người Việt Nam để đáp ứng và chú toàn cái trách nhiệm như đã cam kết trước khi được sắp xếp ngôi vào ngôi vị chủ tịch nước. Khi gặp Triệu Lạc Tế là ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Trung Cộng vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, Trọng tuyên bố, xin trích quan hệ việt trung đang ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử và những thành tựu mà trung quốc đạt được không chỉ mang lại lợi ích cho người dân trung quốc mà còn thúc đẩy sự phát triển của việt nam và nâng cao quan hệ song phương đây là thông điệp chính trị và cam kết của trọng gửi đến bắc kinh một mối tương quan việt trung sẽ là sự liên hệ mà thiên triều hài lòng nhất hơn hẳn mọi thời điểm trong quá khứ và hai cũng không kém quan trọng đó là sự phát triển của Việt Nam tùy thuộc vào thiên triều và năm trong tay của vua tập. Do đó, biết quyền hạn tổng bí thư và chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục duy trì giữ chặt Việt Nam nằm gọn trong quỹ đạo Bắc Kinh và là đồng minh tình cậy trung thành nhất của tập trong cuộc chiến thương mại đang xảy ra cũng từ thái độ chư hầu trung thành và sẵn sàng ăn bám vào cái thành tựu trung cộng nên trọng đã không ngần ngại cử tô lâm thực hiện phi vụ bắt cóc trịnh xuân thanh tại đức chẳng màng gì đến hệ quả tai hại đối với hiệp ước thương mại tự do liên minh châu âu và việt nam kết luận nguyễn phú trọng sẽ làm tròn cái nghĩa vụ biến việt nam thành một quốc gia thần phục tàu cộng và thù địch với phương tây nghĩa vụ này cũng là món nợ mà trọng phải trả cho Bắc Kinh sau khi nhận đủ diện trợ từ tập để loại trừ đối nghịch, thu tóm quyền lực và trở thành ông vua con của thiên triều tại An Nam đô hộ phủ. Ông vua con tên trọng này thân xác thì ở Ba Đình nhưng cái đầu đã bị nắm ở Bắc Kinh.